chào tất cả mọi người, thì một lần nữa chào mừng mọi người chúng ta lại quay trở lại với channel. Thì hôm nay lại bắt đầu bây giờ là 8 giờ rồi, thì bây giờ anh em mà tiếp tục chuẩn bị là đi là mang đồ tới nhà khách và lắp đặt cho khách hàng. Rồi ok mọi người, thì sáng giờ thì anh em cũng đã lên hàng rồi, thì hôm nay thì hai xe hoạt động luôn, một xe cứ các bạn cứ chia nhau để mà đi làm. Thì bây giờ thì bắt đầu là mình sẽ bắt đầu thẳng tiến tới nhà khách. Rồi ok, thì lát nữa tới nhà khách thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái combo này để mọi người chúng ta cùng cùng nhau chúng ta đánh giá, rồi mình sẽ test xong rồi để mọi người chúng ta cùng thử và trải nghiệm chất âm và của các cái dòng sản phẩm. Chủ yếu là mình muốn làm clip để cho mọi người chúng ta là nắm xem và nắm rõ thêm nhiều các dòng sản phẩm ở tại thị trường Việt Nam, để chúng ta có thể là đánh giá và chúng ta có thể lựa chọn cho chúng ta một cái combo nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Rồi ok, anh em bắt đầu đi thôi. Ok mọi người, thì nãy giờ anh em đã tới nơi rồi, thì bây giờ thì mình sẽ vào cùng mọi người cùng đưa đồ vào nhà khách, rồi lát nữa mình sẽ giới thiệu sơ qua về combo này. Thì nãy giờ anh em cũng đã chuyển đồ lên tới phòng để lắp đặt rồi. Thì trước mặt mọi người đây là hôm nay thì mình sẽ phối ghép đó là một cặp quad pedal Along X10, quên Along X12. Thì mấy hôm bữa thì mình lắp Along X10, bởi vì căn phòng này nó sẽ có diện tích đâu đó là tầm gần 30m², nên là mình sẽ lắp dòng Along X12. Cùng với đó thì mình sẽ đi kèm thêm một chiếc sub của MF3 Audio Technic. Main thì mình sử dụng main của Pedico, với lại quản lý nguồn của Misao và một chiếc vang số của Baramax. Thì hiện tại là mic đang hết, cho nên là mình sẽ tạm cho khách mượn cái bộ demo để sử dụng tạm, rồi mai mốt mic về rồi mình sẽ tiếp tục mình đổi cho khách. Rồi mình sẽ sơ qua về căn phòng này cho mọi người chúng ta cùng thấy ha. Thì căn phòng này có diện tích đâu đó là gần 30m², mọi người, cũng khá rộng á. Để xem là mình sẽ phối ghép cái combo này xem là khả năng đáp ứng của nó có ok hay không. Ok, thì khi mình bước vào thì mình nghĩ rằng phòng này sẽ rất là ồn, nhưng mà khi mình thử á, thì cái độ ồn của nó cũng là giảm đáng kể, chứ cũng không bị ồn lắm như mình đã tưởng tượng. Bởi vì là mọi người thấy cái không gian ở phía trên đó, khách có tạo những cái điểm, những cái khung vòm như vậy, rồi có những cái hốc như vậy đó, thì nó sẽ làm tiêu tán âm thanh rất là tốt, nó sẽ giảm đi cái độ ồn, độ vang của căn phòng đó. Đó thì như nếu mà người chúng ta làm một căn phòng để xác định là vừa gia đình này, vừa cho đẹp cái thẩm mỹ trong căn phòng, thì chúng ta có thể là trang trí những bức tranh bằng lụa, hoặc là tạo những cái thanh la để cho nó tiêu tán đi cái âm thanh đó, thì nó sẽ giảm bớt được độ ồn, thì âm thanh của chúng ta sẽ hay hơn. Rồi thiết trước mặt đó, thì khách cũng sử dụng là tủ gỗ, thì gỗ cũng có khả năng để tiêu tán âm thanh cũng rất là tốt đó. Chúng ta nên sử dụng những cái vật liệu làm sao để cho nó có khả năng tiêu tán âm thanh tốt. Rồi các ghế sofa này kia khách sử dụng ni hoặc là vải này kia để cũng có khả năng tiêu tán rất là tốt. Thì những căn phòng như thế này thì lúc đầu mình vào thì mình trước khi mà mình tới thì mình cũng phải là xem là nên treo hay là nên đặt, bởi vì là căn phòng này cũng rất là rộng và vị trí khách ngồi cũng rất là xa, cho nên là treo loa ở góc như vậy thì góc phụ âm thanh cũng sẽ rất là tốt. Tuy đã biết rằng là treo sẽ rất là vất vả, sẽ rất là khó, mất nhiều thời gian, nhưng mà cũng treo để cho nó đẹp, đó mới là vấn đề quan trọng. Rồi cái thứ hai là để góc phụ âm thanh nó phụ tốt hơn. Thì cái này thì các anh em cùng là cái tủ này lúc nãy là đang nằm sát ở trong tường, mà bây giờ là anh em là lôi ra để cho bạn Mr. Duy, bạn ấy đưa thang vào và bạn ấy sẽ bắt đầu thi công vấn đề là bắn ti, treo loa rồi DJ cho nó tiện đó. Lát nữa làm xong bắt đầu tụ thì mọi người sẽ để tụ vào, như vậy là ok thôi. Ở đây là bạn Duy, bạn ấy đang còn hôm nay thì bạn ấy sẽ đích thân bạn ấy bắn ti và đưa loa lên. Thế mọi người ơi, đây chỗ này là ổ điện nhá, mình đoán không nhầm là RO nó sẽ giật cho mọi người đó. Ok thì bây giờ đây đâu rồi. Bạn trong một thời gian gọi là quằn quại chờ đợi thì bạn biết tư duy bạn ấy đã bán được một chiếc loa và treo được một chiếc loa lên tầng rồi, rất là đẹp mọi người. Đó, bây giờ thì tiếp tục bán lại qua
qua bên này để bán, tiếp tục bán tì ở trang loa treo cái thứ hai. Rồi thì nếu mọi người thấy hay, thấy ok, thấy bên mình làm như thế nào á thì cho mình xin một số đánh giá, comment ở dưới để mình có thêm kinh nghiệm để mình làm việc. Ok mọi người. Ok mọi người thì từ lúc sáng đến bây giờ anh em bây giờ mới lắp đặt xong, bây giờ là đâu là 2 giờ chiều rồi mọi người. Thì mình cũng đã set up xong rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ test một đoạn nhạc và sẽ ca một đoạn để mọi người chúng ta cùng nghe và cùng trải nghiệm. Mọi người thì mình vừa test một đoạn nhạc đen thì mình đứng thực tế để mình nghe, mình thấy rất là phê, rất là hay mọi người. Căn phòng này đâu đó là 30 mét vuông mọi người, nhưng mà mình đánh cái không gian này đánh rất thoải mái luôn, nghe rất là áp lực. Thì mọi người chúng ta có thể là treo tai nghe vào để chúng ta nghe nó sẽ thực tế hơn, còn hoặc nữa thì chúng ta sẽ ghé trực tiếp để chúng ta nghe thì nó sẽ ok hơn. Bây giờ mình sẽ mở một đoạn nhạc vocal để mọi người chúng ta cùng nghe và cùng đánh giá thử ha. Trong bóng tối
người thì bây giờ thì mình sẽ tiếp tục ca thử để mà để test xem là khi mình ca âm thanh nó có ok không mọi người ha. Rồi ok mọi người thì mình đã ca và đã nãy giờ mình đã test nhạc này kia rồi thì bây giờ mình sẽ bàn giao để khách hàng ca thử và test thử xem chất âm nó đã ok hay chưa mọi người. Thì ok mọi người thì mình là tính bàn giao được khách hàng hát nhưng mà khách kêu thôi anh bây giờ chưa nhốt, sợ chưa có cảm hứng để ca. Thì hôm nay là mình sẽ ca và mình sẽ cảm thấy ok thì mình sẽ lưu lại rồi khách hàng cứ vậy là xài thôi. Ok mọi người thì sáng giờ anh em cũng đã lắp đặt xong rồi. Thì bây giờ cũng chuẩn bị ra về. Thì bây giờ đâu đó là cũng gần 3 giờ rồi mọi người ạ. Thực chất là để treo được một cái loa lên như vậy rất là lâu. Nên là hình như mình làm mất hơn 3 tiếng, gần 4 tiếng hồ mọi người. Thôi bây giờ thì mình sẽ tạm ngưng tại đây và chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo. Thì nếu mọi người thấy hay thì cho mình một like, share và subscribe. Chào mọi người.